Thời gian qua, cư dân mạng dành rất nhiều sự quan tâm đối với xe đôi Thùy Tiên, Quang Linh. Nhiều người không ngại đẩy thuyền cả hai và mong Quang Linh Thùy Tiên sớm trở thành một cặp. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ bất ngờ đào lại một bình luận của cư dân mạng cách đây 4 tháng. Tiết lộ Thùy Tiên đã có bạn trai là người Nghệ An, người này đang là CEO của một nhãn hàng nổi tiếng. Có lẽ vì đang trong giai đoạn đương nhiệm ngôi vị Miss Trend nên Thùy Tiên và bạn trai khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong lúc cư dân mạng đang xôn xao trước tin đồn Thùy Tiên đã có bạn trai bí mật thì nàng hậu lại vô tư chia sẻ một câu triết lý đầy ẩn ý, khiến ai đọc xong cũng gọi tên Quang Linh Vlog. Những ngày qua, khi Hoa hậu Thùy Tiên sang Angola làm từ thiện thì màn hợp tác giữa nàng hậu và Quang Linh Vlog được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền. Cả hai có quá nhiều điểm chung như chăm chỉ làm thiện nguyện, đều có tính cách thân thiện hoạt bát. Chưa kể Quang Linh Vlog có nhiều hành động thả thính Thùy Tiên cực rõ trong khi nàng hậu cũng không hề từ chối. Đúng khi khán giả đang hăng hái ghép đôi cho Thùy Tiên và Quang Linh Vlog đến với nhau thì lại xuất hiện một tài khoản tiết lộ Thùy Tiên đã có bạn trai. Nhưng hai người hẹn hò rất kín đáo nên chỉ những người thân thiết mới biết. Theo bài đăng này thì nửa kia của Thùy Tiên đang là CEO của một nhãn hàng. Tuy nhiên, người này không đưa thêm được bằng chứng xác thực nào khác để củng cố cho tin đồn này. Trong lúc cư dân mạng đang bán tính bán nghi về chuyện tình cảm của nàng hậu thì Thùy Tiên xem chừng không để ý đến tin tức này. Bằng chứng là trên trang cá nhân, Thùy Tiên vẫn tiếp tục đăng loạt hình ảnh đẹp từ chuyến đi Angola kèm theo tâm sự triết lý hoàng hôn là minh chứng cho việc kết thúc cũng có thể rất đẹp. Tuy Thùy Tiên chẳng nhắc đến ai trong bài đăng này nhưng cư dân mạng đồng loạt gọi tên Quang Linh Vlog. Trong loạt ảnh này, Thùy Tiên trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh tươi rạng rỡ và khán giả đều đoán rằng Quang Linh Vlog chính là người chụp hình cho nàng hậu. Ngay sau khi có thông tin Thùy Tiên đã có bạn trai, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự tiếc nuối dành cho cặp đôi Tiên, Linh. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là bình luận một chiều, không có căn cứ và bất kỳ ai cũng có thể bịa ra được. Theo đó, một tài khoản TikTok khẳng định nàng hậu đã có bạn trai hơn 9 tuổi, là người Nghệ An, hiện đảm nhiệm vị trí CEO một thương hiệu nước hoa do chính Thùy Tiên làm chủ tịch. Ngoài ra, cả hai cũng yêu đương cực kín tiếng, từ trước khi cô nàng đội vương miện danh giá. Dù là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng bình luận này đã khiến bộ phận netizen bàn tán vô cùng rôm rã. Đáng chú ý, thương hiệu nước hoa này còn mới bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch đối với Hot Vlog Quang Linh, Tim Châu Phi, người đã có rất nhiều hoạt động từ thiện quốc tế nổi bật trong nhiều năm qua. Tại buổi lễ này, anh cho biết, tôi cảm thấy rất vui vì sự kiện này diễn ra ngay vào đầu xuân năm mới. Bản thân tôi ban đầu hơi lo lắng không biết mình có thể đảm nhiệm vị trí này hay không cũng như mình có hợp với hình ảnh mới này không. Tuy nhiên, tôi đã cảm thấy tin tưởng vào mình hơn sau khi tìm hiểu thương hiệu cũng như có sự đồng hành của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trên chặng đường tiếp theo. Thời điểm sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1998 từng bộc bạch về chuyện tình cảm. Chuyện tình yêu không thể tính trước được, khi gặp được người phù hợp, mọi tiêu chuẩn cũng sẽ bị xóa bỏ mà thôi. Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chọn Angola là điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của mình. Tại đây, nàng hậu đã cùng Quang Linh Vlog và ekip của anh thực hiện các dự định mà nhóm đã ấp ủ từ trước đó như đi nghiệm thu hai giếng nước sạch do cô tài trợ. Hai giếng nước này sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân ở một bản làng nghèo tại Châu Phi. Chính vì hành động nhân văn của hai người trẻ Việt ở xứ người mà nhiều cư dân mạng đã đẩy thuyền Thùy Tiên, Quang Linh và tin rằng thuyền của mình sẽ sớm cập bến. Trong lần phỏng vấn ngắn trước đó, Quang Linh nhận xét về Thùy Tiên, giỏi, xinh, thân thiện. Tôi ấn tượng với Tiên là người vui tính, dễ thương, còn người đẹp sinh năm 1998 nói về Quang Linh rằng nhát, vui tính, đáng khâm phục. Tôi nể anh Linh vì ở độ tuổi trẻ nhưng có suy nghĩ và lý tưởng đẹp. Đó là điều khiến tôi nể. Tôi thấy anh Linh là người sống vì người khác. Quan trọng là đối phương phải chân thành, yêu thương mình thật lòng, sẵn sàng cùng mình vượt qua những khó khăn và áp lực. Với tôi, người đó có thể không cần quá đẹp trai hay quá giàu, nhưng phải tài giỏi và biết phấn đấu vì mục tiêu của cả hai. Song song đó, Thùy Tiên còn tiết lộ cô đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau. Người tôi quen gần đây nhất là ấn tượng nhiều nhất. Người đó cho tôi sự đồng cảm, hoàn cảnh gia đình của họ rất khác với gia đình tôi. Anh ấy sống trong gia đình hạnh phúc, ba mẹ, anh em hòa thuận nên sống thiên về tình cảm. Bản thân tôi thì không có điều đó. Khi tôi chia sẻ, họ đồng cảm, thương mình nhiều hơn và giúp tôi bớt tự ti. Kiểu người ta cho tôi cảm giác thấu hiểu, tôn trọng.
Đó là lý do tôi nghĩ cần người đàn ông có tâm, có tài, Thùy Tiên chia sẻ. Nàng hậu chính ít khẳng định trong chuyện tình cảm đó, cô sống tử tế, không thấy có lỗi với đối phương. Nói về lý do chia tay, cô cho hay, nhiều khi không hiểu nhau, không còn cảm xúc với nhau và hết duyên. Việc mình không còn cảm xúc không phải là có lỗi, chỉ trừ khi mình lừa dối người khác, làm tổn thương họ thì mới gọi là có lỗi, cô nhấn mạnh. Ngoài ra, Thùy Tiên còn cho biết, tôi chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sớm vì hiện tại còn có nhiều dự định dang dở cần phải thực hiện. Khi tìm thấy người phù hợp, tôi sẽ để mọi thứ xuôi theo tình cảm của mối quan hệ đó. Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu hợp tác với Quang Linh vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2022. Cô nhận xét nam YouTuber là người có gương mặt hiền khô với tính cách thân thiện và dễ mến. Sau quá trình làm việc chung ở châu Phi, cả hai gần gũi hơn, Thùy Tiên cho hay. Đàn anh là người lúc đầu gặp trầm tính nhưng khi ở cạnh người thân nói nhiều và hay đùa. Nhờ vậy, họ có thời gian vui vẻ, thân thiết tại châu Phi. Hiện mối quan hệ yêu đương của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều tin tức mới nhất từ showbiz Việt nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hình như anh mới lập nick TikTok. Đúng rồi. Sao anh chỉ follow mình em vậy?